cầm được nuôi nhiều nhất. Hình ảnh con gà trống gắn liền với các hoạt động của con người. Đây là con vật thường được thờ cúng vào các dịp lễ. Thời xa xưa, tiếng gáy của gà trống cũng là một phương pháp giúp người dân xác định các canh giờ trong ngày.